Trưa ngày 7 tháng 9 năm 2013, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong cơn mưa kèm theo lốc xoáy vào chiều tối ngày 6 tháng 9, đã làm cho 239 căn nhà bị sập, tốc mái, hàng loạt cây xanh rốc rễ đổ ra đường. Toàn huyện có tới 11 trên 16 xã, thị trấn bị ảnh hưởng do mưa lớn gây ra. Ngoài ra, còn một số người dân bị thương do ảnh hưởng của mái tôn, nhà sập. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng của Ủy ban Nhân dân huyện kết hợp cùng Ủy ban Nhân dân các xã nhanh chóng chia thành nhiều nhóm xuống hiện trường, di chuyển người dân ở những nhà bị sập, nhà hư hỏng đến các địa điểm như trường học để bà con tá túc qua đêm. Các lực lượng cũng nhanh chóng đưa mì gói, nước uống tới những điểm tạm lánh để hỗ trợ bà con. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân huyện đã hỗ trợ cho người bị thương và người sập nhà một phần tiền để người dân khắc phục khó khăn. Ông Đinh Công Thái, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh cho biết, cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến các cây xanh ngã đè lên sợi dây điện dẫn đến hai cột điện trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh đổ xuống. Ngay sau đó, một phần điện ở xã Đa Phước, xã An Phú Tây bị cúp điện. Sau sự cố, công ty đã nhanh chóng chuyển tải đường dây để hạn chế mất điện trong nhiều giờ. Đến khoảng 2 giờ ngày 7 tháng 9, nhân viên điện lực đã khắc phục xong hai trụ điện.